Adriano Smith, hành trình từ giải nghiệp dư Đức lên đội tuyển Việt Nam. Từ giải nghiệp dư ở Đức, Adriano Smith trải qua một hành trình không bằng phẳng khi tìm về Việt Nam lập nghiệp để rồi được gọi lên đội tuyển quốc gia. Tháng 3 năm 2022, Adriano Smith lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Sau 5 năm kể từ ngày trở về quê cha lập nghiệp ở tuổi 23, cầu thủ Việt Kiều đã được thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Cầu thủ nghiệp dư ở Đức. Cách đây 5 năm, Adriano Smith vẫn chưa thi đấu trận chuyên nghiệp nào. Những câu lạc bộ mà anh tham gia chỉ đá ở giải cấp địa phương, tầng thứ 5 trong hệ thống bóng đá Đức. Ở châu Âu, nếu 1 đến 23 tuổi vẫn chỉ chơi bóng nghiệp dư thì anh ta nên tìm một hướng rẽ khác ngoài sân cỏ. Thực tế, Adriano Smith vừa đá bóng, vừa làm một công việc bán thời gian khác. Lý do đơn giản là đội bóng nghiệp dư chẳng dư giả để chi trả cho anh mức lương như những cầu thủ chuyên nghiệp. Có người nói rằng nghề tay trái của Smith là đầu bếp nhà hàng. Nhưng một nửa dòng máu của Smith đã mở ra cho anh cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Anh chàng sinh năm 1994 có bố người Việt Nam và mẹ là người Đức. Tên tiếng Việt của Smith là Bùi Đức Duy. Từ một người quen trên mạng xã hội, Smith nảy ra ý tưởng tìm đến quê cha để lập nghiệp. Đó là một lựa chọn táo bạo, bởi Smith chưa từng về Việt Nam và cũng chẳng biết tiếng Việt ở thời điểm đó. Gian nan tìm việc. Smith không đi thẳng từ giải nghiệp dư của Đức lên đội tuyển Việt Nam. Anh phải trải qua một hành trình với những bước khởi đầu đầy gian nan. Tìm việc là một công việc khó khăn tưởng như không có kết quả, đến mức Smith có lúc đã suýt bỏ cuộc. Cầu thủ Việt Kiều này trở về Việt Nam vào năm 2017. Khi đó, những cầu thủ như Smith chưa được tính là nội binh, mà tất nhiên trình độ của một cầu thủ hạng nghiệp dư ở châu Âu không thể đáp ứng được đòi hỏi về chuyên môn đối với một ngoại binh V. League. Smith đã thất bại trong việc tìm kiếm một bản hợp đồng ở Hải Phòng, Quảng Ninh rồi đến Quảng Nam. Không chỉ vậy, anh còn dính chấn thương và phải trở về Đức. Smith đã cân nhắc từ bỏ mục tiêu lập nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc gọi của Đặng Văn Lâm, cầu thủ Việt Kiều thành công nhất trong màu áo đội tuyển Việt Nam, cũng là người bạn cùng phòng của anh trong thời gian thử việc ở câu lạc bộ Hải Phòng, đã khuyến khích Smith tiếp tục hành trình. Tấm vé lên đội tuyển Việt Nam. Năm 2018, Smith cuối cùng cũng đạt được mục tiêu ở bước đầu tiên. Anh được câu lạc bộ Hải Phòng ký hợp đồng để thi đấu ở giai đoạn 2 của V. League. Thời điểm đó, trung vệ Việt Kiều Đức này không được đánh giá cao về năng lực. Trừ cái tên tiếng Đức có một chút Brazil, Adriano Smith không có gì đặc biệt so với các cầu thủ nội. Luồng dư luận kêu gọi trao cơ hội cho anh ở đội tuyển Việt Nam cũng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn. Dù vậy, Smith đã dần thích nghi được với môi trường mới. Đến mùa giải 2019, anh bắt đầu chiếm suất đá chính ở đội bóng đất cảng. Điều này một phần là do lực lượng của câu lạc bộ Hải Phòng không có mấy cái tên chất lượng ở vị trí trung vệ, nhưng không thể phủ nhận sự tiến bộ của Smith. Mùa giải 2022, trung vệ có tên tiếng Việt là Bùi Đức Duy đã chuyển đến Bình Định, một đội bóng đầy tham vọng. Anh cũng đã nằm trong tầm ngắm của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam được một thời gian và đến thời điểm thích hợp, hai trận đấu thủ tục tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, thì Smith đã được trao cơ hội thử sức. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.